Seoul bằng cách nào? Thì trong tiếng Hàn câu này sẽ được thể hiện ra làm sao ạ? 서울역에 어떻게 가요? 서울역에 어떻게 가요? Tôi phải đến ga Seoul bằng cách nào? 서울역에 어떻게 가요? Qua các ví dụ minh họa trên, chúng ta thấy là với mẫu câu tên địa điểm nơi bạn định đến cộng với cụm từ e 어떻게 가요? Chúng ta có thể hỏi được bất cứ một địa điểm nào, một nơi nào mà chúng ta muốn đến. Khi đến Hàn Quốc, các bạn chớ quên đến với Đại lộ Đại học. Trong tiếng Hàn, Đại lộ Đại học được gọi là Taehangno. Đây là địa điểm mà đa phần thanh niên Hàn Quốc tụ hội, gặp gỡ cũng như là đến đây để mua sách. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được sức sống mạnh mẽ, năng động và vui vẻ của thanh niên nước Hàn. Mời các bạn cùng luyện tập lại với cô Chi Sương Hiên. 대학로에 어떻게 가요? 서울역에 어떻게 가요? Việc luyện tập sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn và thuần thục hơn về kiến thức cũng như cách sử dụng. Sau đây, tôi và cô Chi Sương Hiên sẽ luyện tập những kiến thức đã học trong bài ngày hôm nay qua một đoạn hội thoại ngắn. Mời các bạn cùng tham gia. Tôi xin được bắt đầu trước. 서울역에 어떻게 가요? 버스를 타세요. 어디에서 버스를 타요? 서울역에서 타세요. 어디에서 내려요? 남대문 시장에서 내려요. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số từ mới đã xuất hiện trong đoạn phim chúng ta xem ngày hôm nay. Ở phần cuối của đoạn phim đã xem, chúng ta thấy là Michael có nói với Minh Đúc một câu. 고마워요. 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 Đó là mẫu câu dùng để cảm ơn một ai đó khi mình nhận được sự giúp đỡ. Nếu các bạn còn nhớ thì chúng ta đã học mẫu câu 고맙습니다. 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 Ở đây, 고마워요 và 고맙습니다 đều mang ý nghĩa là cảm ơn, nhưng đối tượng để sử dụng thì lại hoàn toàn khác. Nếu như một ai đó có quan hệ gần gũi với bạn hay là quan hệ bạn bè thì bạn dùng cụm từ 고마워요 để cảm ơn họ. Còn đối với những người có vai vế cao hơn bạn hay xa lạ với bạn thì bạn dùng cụm từ 고맙습니다. Nó vừa thể hiện sự tôn trọng cũng như sự khách sáo và lịch sự. Việc luyện tập sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn và thuần thục hơn về kiến thức cũng như cách sử dụng. Yogi, 앉으세요. Yogi, 앉으세요. Minhoc 씨, 대학로에 어떻게 가요? 민욱 씨, 대학로에 어떻게 가요? 대학로에 갈 거예요? 대학로에 갈 거예요? 네, 내일 갈 거예요. 네, 내일 갈 거예요. 대학로에서 친구를 만나요? 대학로에서 친구를 만나요? 네, 대학로에서 친구를 만날 거예요. 네, 대학로에서 친구를 만날 거예요. 그럼 버스를 타세요. 그럼 버스를 타세요. 몇 번 버스를 타요? 몇 번 버스를 타요? 20번 버스를 타세요. 그리고 서울역에서 내리세요. 20번 버스를 타세요. 그리고 서울역에서 내리세요. 서울역에서 내려요? 그리고 어떻게 가요?
서울역에서 내려요? 그리고 어떻게 가요? 서울역에서 지하철을 타세요. 서울역에서 지하철을 타세요. 내일 몇 시에 만날 거예요? 내일 몇 시에 만날 거예요? 10시에 만날 거예요. 10시에 만날 거예요. 그럼 9시에 집에서 나가세요. 그럼 9시에 집에서 나가세요. 고마워요, 민욱 씨. 고마워요, 민욱 씨. Mời các bạn xem lại toàn bộ đoạn phim một lần. Vừa xem phim, các bạn vừa tổng kết những kiến thức chúng ta đã học trong bài học ngày hôm nay. 여기 앉으세요. 민욱 씨, 대학로에 어떻게 가요? 대학로에 갈 거예요? 네, 내일 갈 거예요. 대학로에서 친구를 만나요? 네, 대학로에서 친구를 만날 거예요. 그럼 버스를 타세요. 몇 번 버스를 타요? 20번 버스를 타세요. 그리고 서울역에서 내리세요. 서울역에서 내려요? 그리고 어떻게 가요? 서울역에서 지하철을 타세요. 내일 몇 시에 만날 거예요? 10시에 만날 거예요. 그럼 9시에 집에서 나가세요. 고마워요, 민욱 씨. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp phần phát chim trong tiếng Hàn. Phát chim là phụ âm cuối của một chữ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của phát chim liền. Khi phụ âm liền trở thành phát chim của một chữ thì nó sẽ được phát âm như thế nào? Mời các bạn cùng tìm hiểu. Khi ta cộng thêm phụ âm liền vào chữ A, vâng, vào phần dưới của chữ A, thì chữ này sẽ được thay đổi như thế nào và sẽ được đọc như thế nào? Mời các bạn lắng nghe cô Chi Sương Nhiên. Al, al, al. Vâng, khi phía dưới chữ A có phát chim liền thì chữ này sẽ được phát âm là al. Sau đây mời các bạn cùng làm quen với một số từ có sử dụng phát chim liền. Thải, thải. 딸기, 딸기. 얼굴, 얼굴. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để luyện tập những gì mình đã học. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt. 안녕히 계세요.